Em Đồ Gỗ Mỹ Nghệ Trương Minh xin kính chào tất cả các bác. Hôm nay em sẽ lên giới thiệu của bác một clip một cụ Phật Di Lặc đục ngũ phúc là 5 tiểu đồng, cụ ngự dưới gốc tùng và được chế tác trên chất liệu của hương ta, hàng có chắp cây tùng. Em nói luôn là cây tùng là tùng chắp, chứ còn nếu mà cây tùng này mà tùng liền thì các bác tính là nó phải rơi vào tầm khoảng 7-8 tạ gỗ thì mới có thể lên được một cây tùng liền như này. Mà bây giờ nếu mà một cục phôi mà 7-8 tạ gỗ này mà làm một tác phẩm này thì nhiều tiền lắm, không đếm được. Đấy, còn cái tác phẩm này là chắp cây tùng, là cả một cục, cả hai cục gỗ to đùng luôn đấy, không đắp lên đấy ông chắp lên cây tùng đấy. Còn kích thước của cụ là cao 1m29, là đến đỉnh cái ngọn tùng trên kia kìa, là 1m29, và chiều rộng là 1m05 và độ dày là 70 phân các bác nhé. Dày 70 nhé, không phải dày 30 40 đâu các bác nhé. Dày là dày 70, là các bác thể nhìn thấy cái thằng trẻ con nó ngồi có một cái đấy, ngồi nó đang cầm một cái cuốn thư này, là nó nhô hẳn ra bên ngoài, là có nghĩa là cái chiều dày của tác phẩm này này nó là 70 phân, một cái chiều cực kỳ dày luôn chứ không phải là hàng mỏng đâu ạ. Đấy, bây giờ mà kiếm những cái cục phôi to khổng lồ này cũng rất là khó rồi. Em cũng nói luôn là từ đầu năm bây giờ, từ có nghĩa là từ ăn Tết xong ra giờ là từ vào tầm vào cuối tháng 4 rồi, sắp bước sang tháng 5 rồi mới có được một tác phẩm to như này phục vụ các bác. Vì có biết là phôi bây giờ nó rất là hiếm, gỗ lạt rất là hiếm luôn. Không phải là bảo là ông này bán gỗ mà ông cứ bảo là hiếm gỗ để ông đẩy giá lên đâu. Mà thật sự các bác luôn là giờ gỗ hương bây giờ rất là hiếm luôn, và gỗ lạng thì tôi cũng nghiến, bây giờ năm nay em cũng chưa làm được một tác phẩm to nào. Bởi vì giờ không có gỗ. Thứ nhất là gỗ nó cạn, và thứ hai là bây giờ tình hình là rất là căng thẳng. Covid nó gỗ nó khó đi rồi. Và thứ hai là tình hình các bác biết rồi, nếu các bác có làm biết đấy, nếu các bác nào làm về gỗ là biết đấy. Gỗ nhập thì nó rất là nhiều, nhưng mà gỗ của mình càng ngày là càng cạn, và thứ hai là căng thẳng, em cứ một từ là căng thẳng, mua gỗ không đơn giản. Đấy. Nên là các bác nào mà nhà một kích thước rộng rãi to lớn cả mình ưng bức này thì nên bê, bởi em từ trước thì em vẫn luôn nói các bác này, đã có tiền thì chúng ta phải chơi hàng to hàng đẹp, không nên chơi những hàng lom rom đấy. Bởi vì sao? Chúng ta chơi hàng bé, không gian nhà mình nó rộng, khi chúng ta mua một món đồ về chúng ta để trong nhà mà không gian nhà mình nó rộng thì cái món bé đặt vào nó lọt thỏm, em gọi một từ đó lọt thỏm, nhìn nó rất là chán, rất là gọi người ta gọi là chơi lom rom, nó rất là chán. Khi các bác chán rồi thì các bác bỏ ra 5-3 triệu mua con đồ, khi chúng ta chán rồi thì chúng ta tự nhiên vứt đi một cái món tiền là 5-3 triệu mà cái tâm lý của mình nó không hề thoải mái thế nào đấy. Các bác thay vì đó các bác có thể tích tiền lại, mỗi lần 1 triệu 2 triệu chúng ta tích tiền lại thành một khoản tiền khá khá lớn, chúng ta rước một tác phẩm to đẹp và chúng ta để trong nhà, nó là giá trị mãi mãi luôn, nó có giá trị thời gian chúng ta chơi không bao giờ chán. Và chỉ có duy nhất nhà chúng ta có, hàng xóm láng giềng hay hay bạn bè không ai có cả đấy, mỗi nhà các bác có thôi, thì chúng ta nên chơi những hàng như thế và không bao giờ bị chán cả. Và những cái hàng to này thì càng theo thời gian nó càng có giá. Những cái bức như thế này thì một vài năm đổi về trước thì nó chỉ dao động tầm khoảng 14 15 triệu thôi, nhưng mà càng về sau càng về đây cái giá phôi gỗ nó càng lên, công cán người thợ ta làm nên cũng đều lên hết, tất cả mọi thứ đều lên thì cái giá thành sản phẩm sẽ lên đấy. Nhưng các bác chơi những hàng to này thì càng ngày càng có giá. Bây giờ có những cục phôi to mà chúng ta có tiền chúng ta muốn mua những cái tác phẩm thứ hai cũng không có, bởi vì không hề có phôi chúng ta làm, mà ta muốn làm lên một tác phẩm to ấy, thì người ta chắp ghép bét là nhà luôn, mà thứ hai là phôi không bao giờ được đẹp như chúng ta mong muốn. Vậy em luôn luôn nói các bác một điều là có tiền có điều kiện chơi hàng to cho em, đừng chơi hàng bé, đừng chơi hàng xấu, cứ hàng to mà chơi. Còn trừ những bác nào chúng ta điều kiện chúng ta kinh tế còn khó khăn, chúng hoặc là chúng ta mới bước chân vào tập chơi những đồ này thì mới đầu chúng ta nên chơi từ những cái đồ nhỏ nhất, vừa vừa tầm nhất, xinh xắn, chúng ta trang trí tô điểm ngôi nhà mình thôi. Khi là chúng ta có điều kiện kinh tế nó khá lên thì lúc đó chúng ta đã bắt đầu chơi hàng to đấy. Em luôn luôn có điều gì bây giờ em giới thiệu qua tác phẩm của tôi, bây giờ em sẽ gọi là nói phét qua tí thôi, bây giờ sẽ đi vào cái chi tiết của tác phẩm này để các bác nhìn. Và tác phẩm này là sâu 70 các bác nhé, rất là dày gỗ luôn. Bây giờ nó nặng rơi tầm khoảng gần 2 tạ gỗ, bây giờ nặng còn khoảng 2 tạ, 5 người mới khiêng được, còn 4 người khiêng còn vật vã nhé. 5 người mới khiêng tác phẩm này mới gọi là tạm tạm được thôi, còn 4 người khiêng là vật vã, nó rất là to đấy. Chuẩn của chúng ta bây giờ em sẽ quay cho các bác nhìn cái chất gỗ nó đẹp như thế nào đây ạ.
các bác để nhìn em để nó để hết nửa cái nhà em luôn. Đây hàng này của em là em cam kết là hàng này là không lỗi vết, đục rất kỹ và không lỗi vết gì đâu. Để các bác nhìn cái chất gỗ này, cục gỗ to như thế này mà vân nó đẹp như thế này thì nó không phải là dễ đâu ạ. Đấy, cục gỗ nó rất là to luôn mà gỗ là gần như không có lỗi vết. 5 triệu đồng ạ, 5 triệu đồng. Phía trên này có hai đứa, một đứa con trai đứa con gái đang nghịch này. Vân cực kỳ đẹp luôn, hồ lô nước đầy đủ luôn. Một cụ Di Lặc ngồi rất to luôn nha, có nghĩa là cả cái tác phẩm là tâm điểm là cụ Di Lặc là to nhất. Còn bên trên là cây tùng là tùng chắp. Độc tiền gỗ chắp vào cây tùng là rơi 3 triệu rồi, chưa nói tiền công. Độc tiền gỗ chắp cây tùng này, hơn một tạ gỗ chắp lên cây tùng này, 3 triệu tiền gỗ. Đấy. Chưa nói tiền công. Vậy em sẽ đi vào cái đằng sau. Đằng sau là hơi khuất sáng thì các bạn nhé. Đây này, gần như đặt 100% đấy ạ. Thế thì nó mới có cái cân nặng lên 2 tạ đấy ạ. Và cái chiều sâu của nó đây các bác thể nhìn đây này, nó rất là sâu luôn, sâu 70, mà có nghĩa là từ đây này, từ cái chỗ thân cây này đến cái chỗ đầu đằng trẻ con kia là 70 phân nhé, 70 phân chiều sâu đo ngang này, 70 phân, nó rất là dày gỗ luôn. Tùng làm rất đẹp luôn, cực đẹp luôn. Một điều nữa này em phải nói cho các bác biết là chúng ta chơi mua những cái tượng ấy, chúng ta phải cân đối một điều là khi chúng ta mua ấy là bởi vì sao chúng ta phải mua là phải tính này, bởi vì nhiều khi ấy có những cái tác phẩm ấy là cái kích thước của nó rất là to, nó có thể lên đến cao 1m27 28 như tác phẩm này, chiều rộng có thể lên 1m rưỡi, nhưng mà thực tế khi các bác nhận về là cái người cụ Di Lặc này, có nghĩa là tổng thể người cụ Di Lặc này là nó rất là bé, bởi vì trên cục kích thước to đấy, nhưng mà cái đất gỗ người ta nó ít, chiều sâu nó ít, người ta không thể nào mà làm ra một cái cụ Di Lặc to cho các bác chơi được, mà người ta phải hạ hạ gỗ để cho cái cụ Di Lặc bé lại, sau đó là bốn xung quanh người ta làm rất nhiều thứ lằng nhằng, như là trẻ con nhiều rồi thì đèn lồng hoa quả lọ lằng nhằng, gọi là rất những chi tiết nhỏ để nó thêm cái phần cho tác phẩm này. Nhưng mà thực chất những cái tác phẩm đấy là chúng ta không nên mua, vì sao? Bởi vì là người ta không thể nào gỗ nó không đủ đất để người ta làm nên một cái một cụ Di Lặc ngồi to như thế này, mà bắt buộc người ta phải hạ một cái cụ Di Lặc, có khi không? Một cái tác phẩm rất là to luôn nhưng người ta hạ cụ Di Lặc nó chỉ bằng trong cái lòng bàn tay của em thôi đấy. Còn đâu là người ta làm cố tình làm là 9-10 đứa trẻ con, bởi vì là những cái chi tiết nhỏ ấy, thì người ta có thể lựa theo gỗ, lựa theo những cái vị trí gỗ khác nhau để người ta làm. Nên ví dụ chỗ này người ta sẽ làm được một cái, vì chỗ này là nó đất nó ít này thì người ta sẽ làm được một cái hồ lô này, làm một hai trẻ con đây này, chỗ này nó mỏng gỗ này người ta làm đèn đồng thì quạt rồi thì khánh này, nói chung là đủ thứ. Bên này người ta sẽ làm nhiều thứ nữa để nó sẽ làm rối mắt các bác, rối mắt các bác để các bác để ý vào bốn xung quanh này, sẽ không để ý vào cụ Di Lặc. Có cái tác phẩm này của em là em tâm điểm là cụ Di Lặc, một tác phẩm chiều rộng 1m5 thôi nhưng mà cụ Di Lặc của các bác rất là to đấy. Chúng ta chơi cụ Phật Di Lặc thì là tâm điểm phải là cụ Di Lặc đấy. Cụ Di Lặc rất là to luôn đấy, thế này em giải thích cho các bác một số tại sao nhiều tác phẩm kích thước rất là rộng nhưng mà khi các bác nhận về là cụ Di Lặc ngồi rất là bé đấy. Nên nhiều bác phản ánh với em là anh muốn một tác phẩm to nhưng mà cụ Di Lặc cũng phải tương xứng với tác phẩm, phải là to chứ không phải là một cụ Di Lặc nhỏ đấy. Nên là các bác chung chơi chúng ta phải cân đối, phải biết phân biệt, bởi vì cái tác phẩm này em làm mà cụ Di Lặc gần như hết đất. Đây các bác nhìn này, đây bên này còn thừa có mấy phân thôi, bên này cũng thừa tầm khoảng khoảng mười mấy phân thôi, còn đâu là đất cụ Di Lặc đây, vai cụ đây, chân cụ đây, nó gần như choáng hết tác phẩm luôn, là cụ Di Lặc cực kỳ to vip luôn, hoành tráng luôn đấy. Em báo giá luôn cụ này, tác phẩm em bán giá là 19.500.000 nhé, 19.500.000 cho tác phẩm này các bác nhé. Bây giờ lặng còn tầm 2 tạ, em cam kết hàng này đẹp luôn các bạn ạ. Hoa lưu vân vẽ rất là tuyệt vời, hàng ngày các bác chơi thì càng ngày càng có giá thôi, gọi là hàng giá trị mai sau đấy. Đấy, tâm điểm là cụ Di Lặc, là cụ là tâm điểm chứ không phải là những đứa trẻ con này là tâm điểm, hay những cái hoa lá cành xòe xòa bên xung quanh là tâm điểm, mà chơi cụ Di Lặc là tâm điểm đấy. Các bác mua hàng các bác phải cân đối, phải để ý như thế. Nhiều chi tiết quá đôi khi nó không đẹp, bởi vì sao? Nhiều chi tiết là đồng nghĩa việc là chúng ta bị rối mắt, chúng ta bị rối mắt, không có cái gì rõ ràng cả, không có cái gì là điểm nhấn và không có cái gì là điểm nhấn phụ. Của đây là của em là điểm nhấn là cụ Di Lặc, cụ Di Lặc to hoành tráng,
ngồi hết đất luôn, hết đất là cụ Di Lặc luôn nha các bác nhé. Đấy. Bác nào yêu thích những tác phẩm như này thì hãy gọi điện Trường Minh, Tùng rất là đẹp luôn và dinh tác phẩm về. Nói chung nghe cái số tiền hơn 19 triệu các bác tưởng tượng là to ấy. Nhưng thực tế về nó so với cái giá trị của tác phẩm cũng như là cái kích thước cũng như là cái gọi là cái món đồ mà nó gắn bó với chúng ta ấy, là 19 triệu rất là nhỏ thôi, 19 triệu rất nhỏ. Bây giờ các bác đi mua một cái tivi như thế kia 16 triệu chúng ta xài được tầm khoảng 5 năm vứt đi. Còn đây chúng ta đi mua một cụ Di Lặc của em cứ gọi là 20 triệu, chúng ta xài tầm khoảng 50 70 năm, thậm chí là con cháu chúng ta vẫn xài được. Thì các bác biết là cái giá trị nó nhỏ nhắn nào so với tác phẩm rồi, gì đó 20 triệu không là gì cả các bác nhé. Đấy. Hãy cân đối làm sao nó hợp lý với không gian nhà mình, hợp lý với túi tiền của mình. Và chúng ta dinh tác phẩm về. Em xin chào và hẹn gặp lại các bác nha. Hy vọng là bác nào hữu duyên tác phẩm này cực kỳ to đấy ạ.